vực. À đấy. Ghê đấy. Xanh đúng mốc xanh này. Kinh điển văn chương này. Văn chương có mặt khắp mọi mặt trận này. Có mặt khắp mọi mặt trận. Quay một số cây của anh Trương. Đấy. Điền. Đôi là hán thì cũng giống. Đây, con si này vào là 18 triệu này. 18 triệu. Con xe rồi à? Xe chưa? Thôi để đi ra khu vực đằng kia đấy. Nhiều quá. Đây, định bỏ qua nhưng mà lạ vẫn phải đi vào ấy, nhiều cây quá. Chịu khó đau mắt tí các bác nhá, đi nhanh tí. Cố gắng ra xem các bác ạ, xem mới vui. Xem video nó khó chịu lắm. Mùn đèn. Thực tế mà nói thì để mà lọt một cây vào mắt thì cũng khó đấy. Mà rất nhiều lựa chọn. Giá thì đang là khá là giữ giá. Khá là giữ giá. Khá là giữ giá. Và những hàng miền Nam mà mịn mịn mà vào tay các nghệ nhân miền Bắc thì lại hóa đắt. Một cây xanh si mà vào miền Nam thì lại hóa đắt. Đấy các bạn. Đấy. Xin phép đi lướt về, tôi chưa thấy cái cây nào nó lọt vào mắt của mình. Cục kịch đây. Cục kịch này thì được ấy, nhưng mà cái ngọn này làm rất là lâu. Điền. Vẫn phải ưu ái cho cái ổn tí. Thực ra mình cũng thích nó. Đây, chắc số điện thoại này. Bao nhiêu triệu? Con phô si kia đang bao nhiêu? 32 triệu. Phô si là 32 triệu. Đang chờ đi. Tôi đang chờ.
nhiều quá. Túc này thì bao tiền ấy, anh à? Dạ. Túc này bao tiền? Em không biết. À không biết à? Chả biết chủ chạy đi đâu. Bơm đá. Chủ vẫn đang bận đi mua cây. Chưa cây nào lọt mắt lắm. Khu vực bên kia này chả thấy chủ đâu mà hỏi. Đấy. Chuồng cọp trong này, chuồng cọp trong gốc me đang chạy để nó lên rêu ẩm. Như vỏ chăn xén mỏng. À, tốt, giữ ẩm tốt. Cái mè này đang bao tiền không biết. Mè lũa. Cây me này đang bao nhiêu tiền nhỉ? Bác nhỉ? Cây me này đang bao tiền nhỉ? 240, 240 triệu. Nhốt cả chuồng cọp trong này. Cái đấy là cây sam hương vậy. Sam hương đúng không? Sam hương đúng không? Sam ngọc. À sam ngọc. Ừ đúng không? Sam ngọc lá nhỏ nhỉ. Anh kiếm đâu được cái ô ấy? Xe. Máu quá, quay không dừng lại được. Chủ nó cứ, bây giờ chủ nó cứ đi vượt cây ở đâu ấy. Nó chả quan tâm ấy. Anh à? Ờ. Múc được cái gì chưa? Đang đi tìm. Thấy cái gì hay hay anh lấy, như em xem với nhá. Ừ. Cái kia đằng kia đẹp lắm, mấy cái ngoài này đằng kia. Nhưng chỗ này toàn miền Nam. Thằng này từ qua hôm nay vừa mới xuống. Vừa xuống à? À. Đây vừa bao nhiêu đi ô tô sang. Cũng đi đánh cây gì? Đi lấy thôi, đi mua thôi. Vâng. Đi về hay quá. Về vẫn không bóc cốt ông lập. Bóc cốt ông lập đôi chỗ cầu luôn. Là ông vẫn cùi tận bây giờ. Ông làm gì? Ông lập phải không có đôi sam núi. Sam hoa mà bán cho ông 8 triệu 8 triệu rưỡi của ông nào mà ông thay đôi chỗ cầu. Lâu lâu rồi, lâu lắm rồi. Không. Lâu lắm rồi. Tôi đi đâu xuống. Cái hôm mà đập chậu ấy, đập chậu ấy. Thằng nó bảo chậu đầu đúng không? Tại con mẹ đi ông đập mà chậu đầu thằng kia sao tao giết chết luôn. Cái thằng ông ý mới tuổi gì. Cái xà đông cái là cái gì ông ý. Sao bốc phốt, bốc phần luôn, mẹ nó nửa người ta kiểu đấy. Tao quay cái chậu này đúng không? Lại bán được cái đôi chậu nữa. Bán được cây, bán được cả đôi chậu. Đôi này hợp với đôi chậu tàu của tôi mấy triệu. Còn như bọn bạn mẹ nó mấy trăm bao. Đúng rồi, gặp ông nhiều tiền, chả biết. Cứ thêm một. Nhẹ rồi.
Ừ. Nó bật đèn xanh cho thế rồi còn đéo biết gì. Cỏ cái tay có cái bộ nhớ nha. Lâu lắm rồi, mấy tháng rồi. Năm rồi. Cái này nó bán đắt đúng không? Chậu á? Con đời mười đi này. Ừ, chậu đá gì? Đá ừ. Thật đấy. Ừ. Cái này bao tiền? Chả biết, chủ nó cứ này... chủ nó cứ lang thang ở đâu ấy. Ừ, cái này. Cứ đi đánh cây, chủ toàn đi đánh cây. Ít 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 bán lắm. Rồi đi. Rồi. Ở được, thì vào vào trong khu vực chính này nhỉ. Nhiều cây quá. Nhưng mà chưa ít cây lọt vào mắt quá. Công này đi đi mấy anh em ấy? Muốn đi. Thằng đang tâm đầu để mua đồ hàng bãi hai ngày thôi. Thật. Kia nhá. À, tí lại vào đấy gặp nhau.